đây tôi nhớ nhiều xe lắm mà. À có một chiếc kìa. Ta sẽ đợi bo. Quán này chúng ta sẽ lượm thịt. Định giết anh đúng không? Không được. Đi lượm thịt đi. Ôi bo này đẹp. Ôi bo này câu cá thì bá cháy luôn anh em à. Câu cá nào. Chết mẹ rồi, trúng cái cây. Nào sai cái cây khó chịu thì. Chết mẹ bị dí rồi. Thôi ông ơi. Xin cái top 1 cái. Để cho nó hay. Đụ. Thôi. Đi lút đồ đi. Điệt mẹ các bạn bắn chạy. Vô chơi đó. Vô anh em đấm chết mẹ đó. Vô. Rồi. Chia ra đi. Giờ không có súng không câu được cá rồi. Bây giờ phải kiếm súng mới câu được cá. Thằng này đi mẹ phải. Thằng này sao vậy? Ôi thiệt hay giả à? Thằng này chắc là đá. À thằng này chắc cho mình súng. Thằng này sẽ hơi bỏ rồi. Thằng này có súng không? Từ từ. Chắc nó cho mình súng á. Ừ thằng này có đồ này. Cho xin cây. Ôi. Ủa thầy này có đồ này cho xin cây. Trời má mình nhảy ngay đường bo luôn ngon rồi. Lên đây có cái xe nữa là đẹp. Thôi. Ông mày đá chim rồi. Ông đi lượm thính đi. Tôi đi lượm cái súng đã xong tôi chạy ra. Để tôi làm gì? Rồi ok rồi. Thính về. Thì không. Chắc chắn rồi. Ok thì. Đi về ngay nha, thích nha. Rồi đấy, phải vậy mới có quýt chứ. Nhảy đi. Lụm súng đâu đi bắn nhau cái ông. Ông quăng hết ra vậy xong bắn. Nếu được đụng mới mình làm vậy không được. Nó nghèo quá mấy ông à, đéo có gì cả. Ô, sao nào chết quăng đồ đây đây. AW luôn. Bạn ngon. Trời ơi ngon. Hình như là thằng này chắc là nó kiểu nó muốn nghỉ game á anh em. Nó quăng đồ đây nè. Ngon nha. Được. Ngon. Cái thằng ngoài. Mình thiếu cốp thôi. Hên. Tại nó hay không bằng hên em thấy không. Bây giờ mình phải đi về. Bây giờ mình phải cẩn trọng. Thằng nào đéo bút kèn là bắn. Không thôi về giống thằng hồi nãy. Ổn lắm. Đồ mình nhiều lắm rồi. Này bo này nhập là mình đi là đẹp nè. Đợi bo này nhập đã. Rồi 27 thằng. Game này mong là đừng có hack thì mới được top 1. Rồi xong. Không còn nghi ngờ gì nữa. Let's go. Nhà này là đẹp rồi. Mình sẽ lấy bên bờ biển. Bờ biển ngon hơn. Mình để xe cặp bờ biển. Xong mình qua cái khu bên đó. Có người nè. Tôi thấy có một xe dừng ngoài nè. Sẽ qua bên đường cho bờ biển nha. Đừng lấy bên đây. Chạy vòng xa nè. Có hai xe dừng trong nè. Đâu ta? Làm gì đây? What the fuck man? Tôi không biết thằng quỷ vào biển đâu nè. Sao nó dám ra biển rồi đâm xe xuống dưới luôn rồi. Tí nữa sao nó sống trời. Nó mất luôn cái xe. Tí nữa nó bị câu cá thấy bà luôn kìa. Đứng ngoài biển rồi nó bắn vô nữa kìa. Mà nếu như nó gặp một thằng như nó ngoài biển rồi làm sao? Sao thằng này mẹ chơi ngu vậy? Thế anh em thằng nào ra đâu? Chắc chắn là trong đây có. Từ từ nha. Một thằng hình như là nó đây nè. Một thằng bên đường. Hai thằng kê nhau rồi. Chạy vô kìa. Bắn người ta xong rồi giờ chạy vô kìa. Chạy kìa. Chạy vậy sao chạy được. Bắn người ta xong giờ chạy vậy sao chạy vô được.
Mày bị bắn ngoài biển kìa, giờ làm gì? Chạy vòng vòng đi chứ giờ làm gì được gì? Đừng nói mà chạy vô tao nha, chạy vô tao là mày sai á. Làm gì? Mày thằng kia giết cái cây chứ. Tự nhiên Tốn Hiểu dừng xe ra ngoài biển xong giờ chạy bộ vô sao chạy được? Khu mình hai thằng mới khó chịu nè, một hồi nữa không biết làm sao mà ra nè. Nhưng mà bên đây là không có nè, có gì tính mà chạy qua hướng bên đây. Mình sẽ lấy xe chạy qua. Mà mình sợ một tí nữa mình ve xe mình bị bắn thôi. À mình còn khói, tí nữa mình sẽ ve, mình sẽ lấy khói che xe, sau đó che xe qua đầu bên kia. Khó bắt cúp và nãy mình lấy chiếc quá thì ngon hơn. Chỉ còn thằng nữa. Ở chết chắc rồi. Rồi bom không vào. Ok mình còn bo tí mình đạp lên cây trên là được. Tí nữa mình sẽ đạp lên cây trên. Nó bắn ở bên phải. Rồi tôi thấy ở bên trái rồi, ok rồi. Ổn rồi, ổn lắm rồi. Thế mình đạp bên cây chơi, mình kê thằng bên trái là được. Nhưng mà AK mình bắn xa hơi khó. Thằng này nó phải lên tới cái... Thằng này nó cũng không có backup đâu, nó phải lên tới cái cây này nè. Cái cây này nè, cái cây này nó mới có backup luôn. Còn thằng ở phía bên kia rồi, không sợ. Còn nó bước xuống đây nó bắn thì mình cũng điệp mẹ quỳ luôn. Bố mình phải canh thằng bên trái rồi. Không cần khói đâu, khói lộ hàng mình. Để mình bước lên cái cây. Tao cũng cầm ốp đây. Đừng tưởng một mình mày cầm ốp, mày đứng mày nghĩa tao. Chết mẹ lộ hàng rồi. Rồi ok, thấy luôn rồi. Không tới, không tới, không tới. Không tới, không tới, không tới. Mình sẽ móc nè. Thằng này nó không thấy mình chạy đâu. Nó chưa thấy luôn. Tôi biết mà, nó đâu thấy mình chạy qua đâu. Trời ơi tin được không? Pichi. Xeo 91.91%. Trời ơi tin được không? Pichi. Giao trong 2 tiếng bao nhanh luôn. Trời ơi tin được không? Pichi. Xeo 91.91%. Trời ơi tin được không? Pichi. Giao trong 2 tiếng bao nhanh luôn. Trời ơi tin được không? Pichi. Xeo 91.91%. Trời ơi tin được không? Pichi. Giao trong 2 tiếng bao nhanh luôn. Trời ơi tin được không? Pichi. Xeo 91.91%. Trời ơi tin được không? Pichi. Giao trong 2 tiếng bao nhanh luôn. Tôi nói anh em đúng không? Nó không thấy được mình. Tại vì hồi nãy nó đã khuất rồi thì mình chạy đò, mình chạy thấp nữa là nó... Nếu như nó phải nhìn kỹ thật kỹ nó mới thấy. Còn nếu như nó không follow, nó cứ lo chọi bom thì nó sẽ không thấy mình. Thật, nó không thấy thật. Em thấy hay không? Nè, tôi nói với bao hồi nãy tôi biết mà. Ở khu nhà mình có hai thằng, điệp mẹ, tôi nói đéo sai thiệt anh em à. Tôi nói khu nhà có hai thằng, đúng có hai thằng luôn. Nhưng mà mình không biết được thằng kia chết hay không. Nó không thấy được mình hả? Ừ, nó không thấy được mình, nó dám đứng dậy. Tôi cũng không hiểu thằng này luôn á. Nó không thấy được tôi mà nó dám đứng như vậy. Vậy là thằng Lê Bi chạy bộ lên rồi. Vậy em đổi. À, thằng Levi đéo có xe. Nó đợi tôi đi xong nó phét máng xe. À, nó đợi tôi đi xong nó phét máng xe tại vì nó không có xe. Má thằng này cũng... Thằng này mới là điệp vệ, thằng này mới là ghê nè. Tôi thật. Thằng này mới là ghê nè anh em à. Nó vô kịp không ta? Nó vô kịp không? Thằng này nó đéo có xe và nó đợi tôi. Thằng này mới là ghê nè. Ui vãi luôn. Nó không dám đấu với mình luôn và nó đợi cho mình đi để nó lấy được cái xe.
thằng này mới là bị căng cực rồi. Đừng nói thằng này là thằng cuối cùng giết nha. À, nó chết mẹ rồi. Vậy đó phải, ok. Để coi thêm thử thằng này phải cầm ốp không mà hồi nãy nó dám nhìn mình. Cầm ca. Nó cầm ca mà nó nhìn tôi đây mà. Anh em nhìn pha này nhìn tôi nè. Tôi thấy nó không đi, tôi biết chắc nó bên đây mà. Nãy nó chạy qua rồi thì nó phải nằm bên đây rồi, đâu đi chỗ khác được. Nó không thèm đi luôn mà. Nó cầm ca đã nhìn mình nè. Nó biết mình đó. Ồ. Vậy là mình bắn trúng nó hai viên luôn. Hai viên ngay người hết. Tôi tưởng nó viên đầu tôi bắn hụt chứ. Đù, vậy tính ra bắn cũng hay với bộ anh em. Nãy lo chạy bom quá mà. Ồ, nó không thấy thiệt. Nó không thấy thiệt, tôi nói đúng luôn. Không thấy thiệt luôn anh em. Đéo thấy thiệt luôn, tại vì đây tập trung rồi. Bây giờ hút màn hình rồi, đúng rồi. Hút màn hình của nó không thấy được luôn. Tại vì nó quá tập trung vào đó. Thiệt, tôi chạy khum, không thấy thiệt. Má, đúng, đúng hay luôn thầy. Không, pha này mình hay thật. Pha này mình hay thật. Pha này mình nói là mình không, nó không thấy mình thì đúng không thấy thật.